Sao Bằng Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng một con máy hút ẩm công suất tầm trung phục vụ các bác trong cái mùa nồm sắp tới đây. Ở đây là một con của hãng Panasonic Thần Thánh, một trong những cái thương hiệu hàng đầu thế giới về trong đồ điện tử. Cái con này công suất hút 15 lít một ngày, giá tầm trung em bán là 3,6 triệu để đáp ứng được, nó phù hợp với cái khả năng, cái nhu cầu của đa số các bác khách hàng. Đấy, nhiều con công suất lớn thì giá nó to tiền hơn, thì các bác lấy con công suất vừa thôi, mình hút cũng rất là nhanh, 15 lít một ngày là cũng kinh khủng đấy ạ. Mình có thể hút vào phòng ngủ hay phòng khách đều ok hết. Đối với phòng khách nó rộng thì mình sẽ hút lâu hơn, phòng ngủ hẹp thì mình hút nhanh, thế là chuyện bình thường thôi. Con này thì vào ngày nồm các bác hút ẩm, những cái ngày mà nồm ẩm ở cái phòng của mình ấy, thì các bác thấy ấy là cái độ ẩm nó lên rất là cao, các cái chân tay của mình đi xuống nền nhà rồi đi rất là dính, khó chịu, thậm chí nền nhà của mình nó ướt sũng như là đổ nước ấy. Đấy, tất cả các cái thiết bị điện tử mà nó bị nồm ẩm nó dính vào trong mạch, nhiều người bị hỏng mạch lắm ạ, tivi đài đóm rồi các thể loại. Đấy, nhất là các bác nào mà buôn các cái đồ điện tử, đồ âm thanh mà nhà mà không có máy hút ẩm và những cái ngày mà nó nồm thời tiết Việt Nam thì quá kinh khủng luôn, hỏng hết đồ. Và thêm cái tính năng nữa là những cái ngày mà thời tiết nó mưa phùn lâu ấy, đồ ẩm cao, mình phơi quần áo lâu khô ấy, thì các bác mang hết quần áo vào trong phòng. Các bác mang hết quần áo vào trong phòng nhé. Các bác bật cái máy hút ẩm này lên, các bác bật chế độ hút ẩm hoặc là sấy quần áo thì nó cũng xem nhau thôi. Đấy, thì các bác hút một lúc sau thì vài tiếng sau thì quần áo của mình nó khô thơm lừng luôn. Ở cái công nghệ sấy của máy giặt Nhật ấy, thì họ cũng hoàn toàn sấy bằng sấy lốc hết, chứ không sấy bằng nhiệt như các cái máy của Việt Nam đâu. Sấy nhiệt thì nó đơn giản hơn và nó rẻ tiền, còn sấy lốc thì thật sự rất là đắt. Đấy, con này thì bên em đã làm đẹp hết rồi, mọi thứ chuẩn chỉ, các bác hút 15 lít một ngày, điện 220V luôn. Đấy, các tính năng thì là hẹn giờ này, đảo gió, hai chế độ hút nhanh, gió to gió nhỏ này, gió to gió nhỏ đây, hai tốc độ gió này, các chế độ hút ẩm này, hút mạnh này, hút yếu này, hút auto này, chế độ sấy quần áo eco auto này, có Eco Navi sấy quần áo này, chế độ sấy auto cao mạnh này, super này. Đấy, còn bình thường các bác dùng hút ẩm các bác để cho em này, đây nó chứ. Con này có cái bình nước bên ria đây, nó để bình nước bên ria nhá. Em hút một tí chạy đã đầy nước rồi các bạn này, thấy chưa, mới chạy có một tí thôi. Đấy, có khoai sách đầy nước đi nha, khi mà nó hút đầy thì nó sẽ máy nó sẽ tự ngắt và các bác sẽ phải đổ nước đi thì máy nó mới chạy. Đây, bên con này có bánh xe đẩy các bác này, công suất nó đây 220V nhá. Đây hút là 15 lít một ngày. Đấy, đây là dàn lạnh. Đấy, dàn lạnh còn rất là sáng này, ống đồng đỏ au luôn. Một con máy hút ẩm khá là đẹp của Panasonic. Con này thì em bán là 3,6 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào đang có nhu cầu đấy thì các bác alo nhé. Chào các bác.